chào quý vị và bà con. Bão số 9 với diễn biến khá phức tạp thì từ đêm qua đã suy yếu nhanh và ở khá xa các khu vực đảo và đất liền nước ta, nên hầu như không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Sang đến sáng sớm ngày hôm nay, bão số 9 chỉ còn là một hoàn lưu bão rất nhỏ và sau khi đi vào khu vực biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines thì đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9 và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Dự kiến sang ngày mai bão sẽ tan hoàn toàn, do vậy trên khu vực vùng biển Đông, sóng gió dần ổn định trở lại, thuận lợi hơn cho các hoạt động khai thác và đánh bắt. Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khoảng chiều tối và đêm ngày 10, áp cao lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và từ ngày 13 sẽ suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông trên cao hoạt động yếu. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, mặc dù thời tiết có dấu hiệu giảm mưa, nhưng thời gian này, khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn duy trì trời nhiều mây, độ ẩm duy trì ở mức cao, nên sáng sớm có sương mù xuất hiện gây giảm tầm nhìn. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, các phương tiện đánh bắt sẽ bị ảnh hưởng khi sương mù xuống. Do vậy, vào thời điểm buổi trưa, tàu thuyền sẽ thuận lợi hơn trong việc di chuyển và đánh bắt. Vùng biển phía Nam khu vực Vịnh Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, trời còn lạnh về đêm và sáng, buổi trưa trời ấm lên đôi chút nhưng cảm giác rét vẫn kéo dài gần như cả ngày đêm, do vậy sẽ không thuận lợi cho việc di chuyển và xuất hiện của các đàn cá. Dự báo từ nay đến hết năm, việc đánh bắt hải sản trên khu vực không được thuận lợi cho lắm. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Thời gian này thì nghề khai thác đánh bắt gần bờ tại vùng biển này khá thuận lợi. Các nghề khai thác đánh bắt cá ngừ vằn, cá rũa, cá cờ cho sản lượng ổn định. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết ổn định và hầu như không mưa, tiết trời dễ chịu, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường nên thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Thưa quý vị, Bình Định là một trong những tỉnh cung cấp sản lượng cá ngừ đại dương lớn của cả nước trong những năm gần đây. Nghề câu cá ngừ đại dương đang đem lại lợi nhuận kinh tế cao, đặc biệt từ khi ngư dân áp dụng cách khai thác cá ngừ đại dương bằng hệ thống đèn cao áp. Tuy nhiên, kiểu đánh bắt tận diệt bằng hệ thống dàn đèn cao áp như Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà còn có nguy cơ cạn kiệt nguồn cá ngừ đại dương tại vùng biển Việt Nam. Chuyển sang khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, trời nắng nhiều hơn và mưa chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển ổn định. Tiết trời ẩm nên cũng thuận lợi cho việc di chuyển của các đàn cá, đáy, mực, tôm ở khu vực vùng biển Côn Đảo. Các nghề khai thác cá thu, cá ngừ cũng được xem là có năng suất đánh bắt ổn định trong giai đoạn này. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Thời tiết ổn định có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Vùng biển Vịnh Thái Lan thời tiết ổn định với tiết trời ít mây và có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, hoàn lưu bão số 9 đã co cụm lại và suy yếu, tuy nhiên nó vẫn có khả năng gây mưa ở phía Đông Bắc Biển Đông. Trong chiều tối và đêm nay ở đây còn có mưa và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Ở phía Tây thì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Sang ngày mai sóng gió tiếp tục giảm dần, biển dần êm trở lại. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết ổn định có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 5, thuận lợi cho việc di chuyển ngoài khơi và đánh bắt của tàu thuyền xa bờ. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Thời tiết chuyển xấu hơn, những khối mây dông phát triển gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!